Đỗ Thanh xin được kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Đỗ Thanh Live Show được phủ sóng trên đài Hùng Việt TV khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Thưa quý vị, mùa lễ Phật Đản đang hiện hữu để cùng chia sẻ với quý vị về những chương trình Phật sự, và đặc biệt ngày hôm nay sẽ cùng đến với một chương trình rất có ý nghĩa về tâm từ bi của Bửu Sơn Kỳ Hương Tự, một trong những ngôi cổ tự ở tại San Bernardino. Và bên cạnh Đỗ Thanh rất hân hạnh để cùng chào đón đến với đạo trưởng Phi Bửu, sư cô Khanh An, và bên cạnh đó là Phật tử Không Quán sẽ cùng chia sẻ về những chương trình Phật sự tại Bửu Sơn Kỳ Hương Tự. Trước hết, Đỗ Thanh kính mời thầy và quý sư cô và quý đạo hữu kính gửi lời chào thân thương đến với quý khán thính giả của đài Hồn Việt TV. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Trước hết, Phi Bửu cảm ơn trời đất được làm người và cảm ơn Đức Phật Thích Ca đã để lại chánh pháp cho các đệ tử ngày hôm nay. Dù cách xa Phật 2563 năm, nhưng mà vẫn còn pháp mãi, vẫn còn trong cõi ta bà. Điều thứ hai, nhờ trời đất, Nam Bang có năm vị Phật xuống lên. Tổ đầu tiên là Phật Thầy Tây An, dình đạo Tứ Ân Bửu Sơn Kỳ Hương. Nhờ vị hôm nay gặp được tiên duyên của Đỗ Thanh, Đài TV Hồng Việt, Phi Bửu có cái dịp, có cái duyên lành nhờ ân đức của Thầy Tổ và lòng hà hải của Đỗ Thanh cho Phi Bửu đến đây chia sẻ những gì có những người nước Việt qua khỏi bên này nhưng mà chưa biết Bửu Sơn là gì. Bửu Sơn là nền tảng của Đạo Phật. Hôm nay sẽ chia sẻ với Đỗ Thanh cái gì mà Đỗ Thanh muốn biết ngày hôm nay cho dân Việt Nam Châu biết là Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương như thế nào. A Di Đà Phật. Dạ, cô là sư cô Khánh An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài Hồn Việt TV. Vâng. Dạ, kính chào Đỗ Thanh. Dạ, kính chào cô ạ. Dạ, là Phật tử Không Quán xin thưa chào thầy, chào Đỗ Thanh, chào sư cô và xin chào tất cả các quý vị khán thính giả của đài Hồn Việt. Vâng, thưa đến tất cả quý khán thính giả, khi chia sẻ về đạo Phật thì đạo là con đường và Phật là sự giác ngộ, vì đạo Phật là con đường dẫn đến sự giác ngộ. Đặc biệt hôm nay chúng ta đang bước vào những ngày để cùng tưởng nhớ đến ngày Phật đản sanh năm 2563. Tại miền Nam California, hầu như các ngôi Phật tự đều đã nô nức để chuẩn bị ngày lễ kỷ niệm này. Bửu Sơn Kỳ Hương Tự, một danh xưng tương đối vẫn còn khá mới với hàng Phật tử tại miền Nam California, có trụ sở tại San Bernardino. Hãy nghe đạo trưởng thầy Phi Bửu có đôi lời chia sẻ về những hoạt động của Phật học tại Bửu Sơn Kỳ Hương Tự trước khi thầy trò chúng tôi sẽ chia sẻ đến với tất cả quý khán thính giả về những ý nghĩa và nói về Phật giáo Hòa Hảo có những sợi dây liên kết gì đối với Bửu Sơn Kỳ Hương Tự. A Di Đà Phật, kính thầy ạ. A Di Đà Phật. Khi tất cả các người trong đạo Phật thì biết là Bổn Sư Thích Ca là giáo chủ trong cõi ta bà, nhưng mà lại không biết là Bửu Sơn Kỳ Hương là như thế nào. Bửu Sơn Kỳ Hương là nền tảng của đạo Phật. Lúc Đức Phật Thiển Dương cũng có nói về bốn đại trọng ân mà làm người tất cả mọi người không thể nào tránh khỏi qua bốn đại trọng ân. Từ đó Phật trước, Phật sau chỉ có hai vị Phật mà thôi. Lời nói đầu của Đức Phật Thích Ca là ta nay là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành nay mai, và chúng sanh đều có Phật tánh. Sau đó thì đất Nam Bang mình hữu duyên hữu phước. Xưa kia là Sĩ Đạt Đa, vì duyên hạnh ngộ ta ghé qua Nam Thành. Ngay cái chỗ Tây An dịnh đạo Thích Ca, chỉ có Đức Phật Tây An mới nói Phật Thầy xuống thế cứu đời là ta. Chỉ có hai vị Phật trong 2563 năm, chỉ có hai vị Phật, Phật Phước, Phật Sao, đều là cái chỗ đó. Mà trong bốn đại trọng ân, đó là Phật Thầy Tây An sáng lập cho dân Việt không thể nào mà quên. Làm người thì phải phỏ bốn đại trọng ân này. A Di Đà Phật. Vâng. Tứ ân hiếu nghĩa là một trong những kim chỉ nam để đưa nhân sinh thoát vòng tục lụy đến bến bờ giải thoát. Nhân ngày hôm nay, mùa lễ Phật đản và những tri ân đối với Bửu Sơn Kỳ Hương Tự đã có mặt tại miền Nam California, thầy có thể đôi nét chi tiết về tứ ân hiếu nghĩa để cùng chia sẻ với hàng Phật tử đang theo dõi chương trình hôm nay, thưa thầy. A Di Đà Phật. Điều thứ nhất, trên đời này sanh làm người, không ai thoát khỏi bốn đại trọng ân. Ân thứ nhất,
ân cha mẹ trả hoài không hết, tình đồng bào đến chết còn dương. Ngày nay đứng giữa Phật đường, ta mong tăng sĩ am tường lý kinh. Đó là ba ân. Ân thứ tư là trung quân chết đặng thành thần, miễu định ghi tạc từ xưa đến giờ. Còn là tu sĩ, còn thọ ơn lại là đà na thí chủ. Là ân thứ năm, người đã khoác áo trước Phật đường, dạy cho sinh chúng am tường lý kinh. Vâng, với tứ ân hiếu nghĩa và những chia sẻ của thầy trong chương trình ngày hôm nay, Bửu Sơn Kỳ Hương Tự có mặt tại miền Nam California với những ý nghĩa gì chính mà thầy muốn chia sẻ với những người chưa là Phật tử và sẽ là Phật tử trong tương lai đến để cùng chia sẻ về giáo lý Phật giáo cũng như là về hình ảnh của Phật giáo Hòa Hảo tại Bửu Sơn Kỳ Hương Tự, thưa thầy? A Di Đà Phật, lời thứ nhất là tất cả được sinh làm người thì họ, bởi vì Bửu Sơn mở đạo quê kỳ, Bửu đây dạy đạo chuyện gì dị dân, hay là chuyện đạo tứ ân để cho sinh chúng xa gần lo tu. Đó là bốn đại trọng ân mà người Việt là nền tảng nhân, lễ, nghĩa, chí tính, gia đình, đạo đức, tiên học lễ, học văn. Chỉ có một ân, đó là ân cha nghĩa mẹ, ân đầu tiên thôi. Còn ân đồng bào chủng tộc thì ân cha mẹ, ngày nay ta được đầy đủ, đó là ân đồng bào chủng tộc, không thể nào mà quên được. Còn ân thứ ba là ân Tam Bảo, nhờ có Ta Bà Giáo Chủ, Đức Chúa và tất cả ơn, đó là ân thứ ba thầy đã dạy đạo cho chúng ta, thì không thể nào quên ân thứ ba. Sư Tăng được giữ gìn kinh sách mà ngày nay ta còn giữ được, đó là Tăng Ni mới giữ được kinh sách, chứ chưa có Phật tử nào mà giữ được cả 2563 năm. Đó là ân. Còn được đến bến bờ tự do này, biết bao nhiêu người đã ngã xuống trên đường đi vượt biên và cái sự tự do trên cái đất nước này. Đó có ba cái tự do. Điều thứ nhất là tự do đi đứng. Điều thứ hai là tự do tín ngưỡng. Điều thứ ba là tự do ăn nói. Đó là phải gọi là tự do. Còn nếu mà không có tự do được đi tới, đi lui mà không có tự do ăn nói, mà không có tự do tín ngưỡng thì chưa phải gọi là hai chữ tự do. Vâng, quý khán thính giả đang theo dõi trong chương trình Đỗ Thanh Show được phủ sóng trên Đài Hồng Việt TV 2038 cùng với sự đón tiếp của Đỗ Thanh đến với đạo trưởng thầy Phi Bửu của Bửu Sơn Kỳ Hương Tự. Và bên cạnh đó thì sư cô Khánh An đã là nhịp cầu để đem phần phóng sự này để chia sẻ với tất cả quý khán thính giả. Đối với sư cô Khánh An, có đôi lời nhận xét về Bửu Sơn Kỳ Hương Tự và đạo trưởng Phi Bửu có mặt trong chương trình hôm nay, cảm nhận của cô như thế nào qua những lần tiếp xúc cũng như là chia sẻ về giáo lý của Phật giáo từ Bửu Sơn Kỳ Hương Tự, thưa cô? Dạ, thưa Đỗ Thanh, cô cũng là một người học ở bên Đại học Vạn Hạnh 10 năm. Vâng. Và sau khi cô xuất gia thì cô xuất gia bên Nguyên Thủy. Ừ. Thì chưa bao giờ cô biết Bửu Sơn Kỳ Hương mà chưa bao giờ cô biết đạo Hòa Hảo. Vâng. Và các thầy của cô cũng không dạy cô điều đó. Vâng. Thành thử ra chỉ cô cũng theo dân chúng thường là đây là một cái đạo mà vị nào đó đưa thơ, hoặc là các cô cũng biết thầy Huỳnh Phú Sổ. Vâng. Làm những thơ văn và cái giáo lý cũng thường thường thôi. Vâng. Để cho những người dân họ dễ dàng thu nhập. Vâng. Còn trong khi các cô là người chuyên nghiệp. Vâng. Đã học ở Đại học Vạn Hạnh 10 năm thì học giáo lý sâu. Vâng. Thì khi đó là cô gần như là cô bước qua bên lề của Bửu Sơn Kỳ Hương. Vâng. Nhưng mà do một sự thật là đại phước mà duyên lành, cô có gặp được thầy Phi Bửu. Vâng. Thì lúc đó thú thật với quý vị ngày hôm nay, cô dám nói với tất cả mọi người là khi cô nghiên cứu thì nó không phải như mình bình bên ngoài. Tức là phần bên ngoài nó lại có cái phần thị hiện. Và bắt đầu từ vị tổ đầu tiên của Bửu Sơn Kỳ Hương là Phật thầy Tây An, và qua đến năm tổ là đến thầy Huỳnh Phú Sổ, thì nó nhiều chuyện quá bị kỳ bí và quá nhiều chuyện mình đáng nên nghiên cứu. Và cô thấy nếu mà đi học sâu vào Bửu Sơn Kỳ Hương thì thật không uổng kiếp người. Vâng. Vì lý do đó cho nên cô có cung thỉnh thầy và xin thầy, là do vì chúng sinh tụi con không biết, ngay chúng con là những người mà gọi là chuyên nghiệp học về Phật giáo còn không biết thì nói chi dân chúng làm sao họ biết. Thì khi mà cô nghiên cứu một thời gian này thì cô thấy quá hay, và nếu mà đi sâu vào nữa và tu học theo Bửu Sơn Kỳ Hương, chúng ta không uổng kiếp người. Sau khi tu học với Bửu Sơn Kỳ Hương Tự, có một cái cảm nhận nào mà cô nghĩ là như một cái sự mầu nhiệm hay là cảm ứng trong đời sống thường ngày, từ sức khỏe, tinh thần cho đến cách suy nghĩ và cách hành xử, mà cô cảm thấy là nên thay đổi để đi đúng với hướng của giáo lý Đức Phật hay không ạ? Dạ, nếu mà đứng về phương diện căn bản của giáo lý
thì giáo lý Bổn Sư Kiều Hương không khác gì giáo lý của Phật Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng. Và chúng ta cũng học những giáo lý như vậy. Vâng. Cũng giáo điều như vậy. Nhưng mà có điều này đặc biệt, cô nói giản dị có lẽ Đỗ Thanh hiểu dễ hơn. Tức là chúng ta có hai phần, lý và sự. Vâng. Thì Phật Di Vi Diệu Pháp cũng dạy rằng pháp chia làm hai. Vâng. Pháp hữu vi và pháp vô vi. Vâng. Thế cái phần vô vi là phần gì? Tức là đi phần giáo ngoại biệt truyền. Đúng vậy. Và đi thẳng về vô sư trí. Vâng. Thì nếu mà đi về phần nửa bên ngoài này. Vâng. Là phần hữu sự, vâng, hữu vi đó, thì dù cô cũng có khá nhiều bằng cấp của cái bên này. Vâng. Thì dù chúng ta có đậu 5-7 tiến sĩ chăng nữa, chúng ta cũng không vào được cái phần sự. Vâng. Và phần giáo ngoại biệt truyền. Và chúng ta lúc đó đi vào còn đắc thành Phật quả và đi vào Niết Bàn nó mới rõ rệt hơn. Vậy. Còn nếu mà đi về lý, tức là kết luận là chúng ta phải lý sự viên dung. Vậy. Nhưng mà thời buổi, nhất là thời buổi nay, mà chúng ta gặp một vị mà gọi là vị minh sư có thể đủ đức độ để dẫn ta vào giáo ngoại biệt truyền, vào với cái vô vi, thì khó hơn là lên trời. Tốt anh ạ. Vậy. Vậy. Vì thế cho nên cô cũng làm cái dịp, cô nghĩ rằng đây là cái dịp để cô cống hiến cho chúng sinh biết được biểu sơn kỳ hương, để quý vị cứ nghiên cứu. Vâng, quý khán thính giả đang cùng chia sẻ trong chương trình Đỗ Thanh Show, và bên cạnh đó là Phật tử Không Quán cùng góp mặt trong chương trình ngày hôm nay. Sau khi tham dự những buổi thuyết giảng tại Bửu Sơn Kỳ Hương Tự và với đạo trưởng thầy Phi Bửu, thì có gì anh muốn chia sẻ với những người biết và những người chưa biết gì về Bửu Sơn Kỳ Hương Tự, đặc biệt có trụ sở tại San Bernardino, một ngôi Bửu Sơn Kỳ Hương Tự sẽ được an lạc thành trong ngày Chủ nhật sắp tới đây, thưa anh. Kính thưa thầy, kính thưa sư cô, cùng anh Đỗ Thanh, cùng quý vị khán thính giả. Ngày hôm nay Billy thật sự rất là cảm ơn sư cô, cũng là sư phụ của Billy. Billy cũng tầm sư học đạo cũng 20 năm và cũng đã từng qua Trung Quốc, đi thăm tứ đại danh sơn và đi qua đất Tây Tạng. Vâng. Thì Billy thấy trong Bửu Sơn Kỳ Hương có một điều mà Billy rất là thích, là lúc nào cũng nghe lời Phật dạy, là trong cái tứ trọng ân mà 14 điều Đức Phật dạy là chữ hiếu đó, thì Billy đã làm được cái một phần nhỏ của chữ hiếu, thành ra khi mà nghe thầy giảng Billy rất là xúc động. Thì Billy đã dẫn cha mẹ mình qua được đất Phật, là nơi mà Bồ Đề Đà Tràng, và nơi đó đã dẫn được cha mẹ làm cho một phần chữ hiếu là Thanh Tứ Đồng Tân. Thì Billy đã qua đó 2 lần. Và thì trong cái Bửu Sơn Kỳ Hương này đó, phải nói là khi chúng ta học Phật thì Billy nghĩ rằng những người mà có chữ hiếu á, thì chúng ta mới sinh ra trí tuệ. Thì nếu không có cái chữ hiếu đó là chúng ta còn xa với Phật lắm. Thành đó là một cái điều mà Billy thấy Bửu Sơn Kỳ Hương đã đi vào lòng dân chúng và những người bình dân. Và Billy thật sự mà nói thì trong Bửu Sơn Kỳ Hương đó là thầy có dạy là chúng ta phải nên ăn chay. Thì Billy ăn chay cũng gần được 10 mấy năm. Thành ra Billy rất là thích đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, làm cho Billy cảm thấy trở lại với cái nguồn máy của dân tộc. Mà Billy đã qua Mỹ này 42 năm, nhưng mà Billy lúc nào cũng thương nhớ đến dân tộc Việt Nam. Vâng. Cảm ơn anh rất nhiều, và thưa trở lại với thầy Phi Bửu là đạo trưởng của Bửu Sơn Kỳ Hương Tự. Khi thực hiện một ngôi Tam Bảo ở tại đất Hoa Kỳ là một điều rất khó khăn. Vậy thì kể khi nào Bửu Sơn Kỳ Hương Tự được hình thành và cho đến nay là được bao nhiêu lâu, và số Phật tử theo học tại Bửu Sơn Kỳ Hương Tự mỗi tuần lễ như vậy thì chương trình Phật học và thuyết giảng ra sao, thưa thầy? A Di Đà Phật, đạo Phật và đạo Bửu Sơn là một rất mà ga. Nhưng mà đạo Phật hôm nay Phi Bửu đến đây với những gì ở trong lòng mà nói cho tất cả dân Việt biết, là lập chùa Phật là dễ mà lập chùa Bửu Sơn rất là khó. Vâng. Trên đất nước Mỹ này không phải muốn lập chùa Bửu Sơn mà lập được, phải có chu kỳ. Phật là lý, còn Bửu Sơn là cơ, đúng thời cơ. Và trước khi muốn lập chùa hay là ra hoàng đạo thì sách sử để gõ hết những chỗ nào phải lập được cái chỗ. Cũng như vào cái câu Hạ Quân Lục Thập Nhất Niên Thầy Đà về cõi Tây Phương ở mình, mà Tây Phương trần thế là đây, ngài sao được đến Tây Phương ăn thời côn ngọc mà mặc thời áo trâu. Đó là dân Việt đã được qua một thời kỳ đó mới qua được xứ này, ngay cái chỗ đó để học Phật. Và những người có duyên lành
được may mắn qua đất xứ Hoa Kỳ, ăn thời cơm ngọc ngọt thời áo trâu. Còn nói về Bửu Sơn, nói về tổ, thì A Di Đà Phật không phải là nhìn pháp của ta, chứ đừng nhìn tướng của ta năm nào. Cũng như từ Bửu Sơn Phật Thầy Tây An chở qua Đức Thầy, đâu có nhìn qua cái xác, dù cho sắc thế khác nhau, thi thơ giáo lý có mà khác đâu. Thành ra nhìn pháp biết Thầy trở lại. Còn Phi Bửu thì chỉ là một đệ tử trong Bửu Sơn, nhưng mà qua đây có duyên lành. Trong có những câu mà Bắc Nam chờ đợi cuối thình, sẽ lo vận chuyển thân hình sát ta. Ngay cái chỗ đó Thầy về đã đúng kỳ ba gia trung trở lại dân qua gián bàn. Đó là cái câu của Đức Thầy và cái trả lời khuyên trong bổn đạo lòng thành. Cuối thình chờ đợi ngọn ngành sắc ta. Đó là giải quyết qua cái câu rừng hơn 60 mấy năm về trước mà Thầy Đức. Bởi vì văn tự của Bửu Sơn không có phải là nói một cái về mà giải nghĩa bằng sự học thức mà phải mở được cái tâm pháp mới giảng, cũng như cái câu bổn đạo thì trong một xuồng dông không đầy. Thì cái câu đó, nhưng mà cái câu kế tiếp á, lão đây đáo lại kỳ này, lão chèo, lão chống cho đầy xuồng dông. Mà xuồng dông lão chở không đầy, dân đâu có biết lòng này lễ tuôn. Bởi vì nhắn cho dân Việt và cả dân năm châu thế giới, muôn năm mới có một lần. Chiến đò đại đạo phiên dân bước vào, đây là cơ hội chớ nào, chế đò dân đợi ức sao uổng đời. Đó là cái duyên lành và nam ban, hữu phước, hữu duyên. Cho nên lão sĩ xuống lơ rư 5 lần, đó là 5 vị tổ của Việt Nam. Tổ thứ nhất là Phật Thầy Tây An, tổ thứ nhì là Đức Phật Trùm, tổ thứ ba là Đức Bổn Sư, tổ thứ tư là Đức Sư Giải, còn tổ thứ năm là Đức Thầy. Đó là giáo chủ tôn chỉ đạo Thầy tại làng Hòa Hảo Đông Đại Đệ Môn, xưng danh khùng Phật dạy khôn, dân ơi có biết lĩnh tôn giáo truyền. Thầy cũng với cái câu ta thừa dân sắc lệnh thế tôn, khắp hạ giới truyền cao đạo pháp. Nhưng mà trong kỳ này là ngay cái chỗ đó ai cũng đợi trông Thầy. Nhưng mà A Di Đà Phật, từ khi Đức Phật Thầy sẽ về bằng nguyên hình nguyên tướng, đúng không sai, bởi vì 5 vị tổ đều về bằng nguyên hình nguyên tướng. Nhưng mà nhớ rằng nhắn cho bổn đạo gần xa. Cái cổ này, ngày xưa Thích Ca khi đắc quả, Ngài cũng phải già, thân tứ đại này cũng phải bỏ sạch cần. Thì không có ai mà không già mà không chết. Thân tứ đại nó có nam nữ, quả Phật sẽ không có nữ nam. Đó, chứ không có còn là, bởi vì á, còn thân tứ đại này cũng phải già phải trẻ. Nhưng mà quả Phật sẽ không trẻ không già. Đó là Phi Bửu chia sẻ với các huynh đệ, các đồng đạo và các Phật tử. Tu không có trễ, nhưng mà đừng kể tu nhiều. Ai kém học cho bằng lục tổ, việc tu hành không hổ danh Thầy. A Di Đà Phật. Vâng. Những lời chia sẻ của đạo trưởng Thầy Phi Bửu của Bửu Sơn Kỳ Hương Tự. Và kính thưa quý khán thính giả, mọi chi tiết quý khán thính giả có thể liên lạc trực tiếp về với Bửu Sơn Kỳ Hương Tự qua số điện thoại là 909-352-3682, 909-352-3682. Thưa Thầy, Bửu Sơn Kỳ Hương Tự và một ngôi Tam Bảo có khác biệt gì nhau hay không ạ? A Di Đà Phật, trong Bửu Sơn Kỳ Hương, đó là ân cha mẹ trả hoài không hết. Và Trung Quân thì chết đặng thành thần, bởi vì 2 cái ngôi đó là rất là quan trọng. Còn ngôi Tam Bảo còn quan trọng hơn, nhờ có Phật Pháp mà ta mới có được ngày hôm nay. Nếu không có cha mẹ, không có cửu quyền làm sao biết Phật Pháp, mà ai bảo vệ cho đất nước. Nếu mà các người này không giữ thì làm sao mình tu hành. 3 ngôi đó là ngôi chính của Bửu Sơn Kỳ Hương, không thể nào mà quên. Nhưng mà ở ngôi Tam Bảo này, Tăng và sĩ đều thờ một tổ, có chi đâu mà bổ chi đôi. Nhưng mà bên Bửu Sơn lại thờ Đức Phật. Đức Phật Thầy ở trên đó là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn bên này thì thờ Trăm Quan Cửu Thần, bên này thì thờ Cửu Quyền Trăm Họ. Vâng, thưa Thầy, khi nói về những ngôi Tam Bảo thì giáo lý của Đức Phật được chia sẻ bằng những câu kinh Pháp Hoa hay là chú Đại Bi hay là những kinh sách của Đức Phật. Còn nếu nói về Phật Thầy Tây An thì có thể chia sẻ bằng những câu sấm truyền. Vậy thì tại Bửu Sơn Kỳ Hương Tự là kết hợp của 2 tinh hoa đó hay là của 1 trong 2, thưa Thầy? A Di Đà Phật, nếu mà nói về kinh thì rất là nhiều. Còn bên Bửu Sơn, nói giờ gọi là sắp. Nhưng mà có người hỏi vậy, Phật Thầy Tây An có để sách được bao nhiêu hay không? Nhưng mà rất thật, nói cho Phật tử biết,
nói cho bổn đạo biết chỉ có 10 điều khuyến tu của Đức Phật Thầy đủ để chúng ta đắc quả. Câu thứ nhất là tình bạn bè phải giữ thủy chung, nhủ khuyên nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô, còn ta phải niệm Nam Mô, mô cho huynh đệ được vô cùng mình. Vâng. Câu thứ hai thì thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi biển ăn. Đó là chai tâm, chai khẩu, chai lòng, dạng vật thương độc mới gọi là chai. Điều thứ ba, cái chỗ chai tâm, chai khẩu, chai lòng, dạng vật thương độc mới gọi là chai. Chỉ có 10 điều khuyến tu, Phi Bổ chỉ đem có 3 điều thôi, còn tới 7 điều. Nếu trong 7 điều đó, các Phật tử, các đệ tử, tín hữu hay là đồng bào để nhìn qua coi được 10 điều khuyến tu của Phật Thầy Tây An. Thưa các đồng đạo, các huynh đệ, đạo thuật, đạo Phật được trường tồn, đó là có tam quy, ngũ giới, có điều giáo văn. Bửu Sơn cũng có, nếu đạo nào ba đạo làm ở Việt Nam, điều thứ nhất là Phật Thầy Tây An, cũng có 10 điều khuyến tu, và đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa cũng có, và đạo Phật giáo Hòa Hảo cũng có điều đó, thành ra ba mối đạo này được trường tồn, còn gọi là một thầy ba tớ. Có người thì gọi một tớ mà ba ông thầy. Tại sao một thầy ba tớ? Từ cái chỗ một tớ là như thế nào? Hôm nay Bụ đến đây có duyên lành, Bụ chia sẻ với các huynh đệ. Tin hay không cũng không có sao. Bụ đây nói gõ có quyền không tin, tường tri cản tỏ lời trình thì dân mới biết chuyện tình của Bụ Phi. Điều thứ nhất là Phật Thầy Tây An là một vị Phật, là một thầy. Còn Đức Bổn Sư Ngô Ngọc Lợi cũng là một thầy. Đức Huỳnh Đức Thầy cũng là một thầy. Nhưng mà ba người này chỉ dùng có một bốn điều tứ ân. Có phải ba thầy một tớ mà phải là một tớ ba ông thầy hay không? Nhưng mà Bủ chỉ nói ngay cái chỗ này, còn bước sang qua một cái giai đoạn. Khi mà sanh ra, dù trong lòng của chúng ta không có trời đất, nhưng mà nơi đâu cũng có đất trời. Vâng, quý khán thính giả đang theo dõi trong chương trình Đỗ Thanh Show, và thưa quý vị là Bửu Sơn Kỳ Hương Tự sẽ an lạc thành vào Chủ nhật tuần lễ này. Và nếu như quý khán thính giả ở những nơi xa muốn tham khảo để biết thêm về những chương trình Phật học tại nơi này.